Luca chương 2 câu 16 đến câu 21. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giê-xu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết con người là một con vật có lý trí. Nói khác đi, con người là kép thể gồm xác và hồn. Phần xác con người được cha mẹ sinh ra, còn linh hồn thì do Thiên Chúa phú bẩm cho. Một người mẹ trần gian tuy chỉ có công với thân xác đứa con, nhưng lại là mẹ của cả con người linh ư vạn vật đó. Cũng vậy, mẹ Maria đã cộng tác với Chúa Thánh Linh, đã cưu mang Đức Giê-xu, một Đức Giê-xu vừa là người có thể xác như chúng ta, vừa là Thiên Chúa vô cùng toàn năng như Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như thế, tuy mẹ chỉ cưu mang và sinh con về mặt thể xác, nhưng mẹ là mẹ thật của ngôi hai, vì bản tính nhân loại kết hợp với thiên tính ngôi lời làm một. Xét về phương diện nhân tính, Chúa Giê-xu cũng có bao nhiêu nhu cầu của con người như đói khát, cô đơn, mệt mỏi. Chúa cũng có những tình cảm của con người. Lạy Cha, nếu có thể được, xin hãy cất chén đắng. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Và Chúa cũng đã nhận lãnh cái chết như bất cứ con người nào khác. Điều đó minh chứng rằng Chúa Giê-xu chính là một con người thật sự. Nhưng đồng thời, Chúa Giê-xu cũng là một vị Thiên Chúa thật. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa được biểu lộ qua những việc Chúa làm như phép lạ, quyền tha tội, lập luật. Cho nên mẹ Maria là mẹ của Chúa Giê-xu, là mẹ của một vị Thiên Chúa làm người, là mẹ của Thiên Chúa. Ấy là một tín điều, một chân lý. Chính chân lý này đã được gói ghém trong lời chào mừng của bà Isave: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa, mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa. Nhờ tước vị đó, mẹ trở thành nữ tử của ngôi cha, là thân mẫu ngôi hai, là bạn thân thiết của ngôi ba. Một Eva và một Adam đã cùng nhau đưa nhân loại vào còng tội lỗi, thì mẹ Maria là một Eva và mới cộng tác với Chúa Giê-xu là đầu và là thủ lãnh để đem ơn cứu rỗi cho nhân loại. Cho nên vai trò làm mẹ đó thật cao quý và cao sang lắm. Cao sang vì chính hoa quả của lòng mẹ cao sang tuyệt vời.
cao sang vì người con của mẹ, là đấng tạo hóa mà mọi loài phải kính tôn và thờ lạy. Cao sang vì người con của mẹ, là nguồn mọi chân thiện mỹ. Cao sang vì mọi quyền thi hành trên trời dưới đất đều nằm gọn trong tay người con của mẹ. Thấu cảm được những ân ban cao trọng mà Thiên Chúa ban cho mẹ, Thánh Bonaventura đã phải thốt lên: Chức là mẹ Thiên Chúa là ân huệ to lớn phi thường nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một loài thụ tạo. Ơn ấy Ngài đã ban cho mẹ Maria. Ơn ấy mẹ Maria luôn ghi nhớ và hằng suy niệm trong lòng để chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Như những mục tử năm xưa, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Chúa về những điều kỳ diệu mà Chúa đã thực hiện cho nhân loại, cách riêng cho chính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Bởi lẽ, mẹ chính là mẹ của ngôi hai, mẹ của giáo hội, và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết sống tâm tình xin vâng trước thánh ý của Chúa, và xin cho chúng con cũng biết dùng cả cuộc đời của mình để chúc tụng và tạ ơn Chúa.